Vậy là năm cũ sắp khép lại, nhưng mà Barbie xin kính chúc tất cả quý vị sẽ có một năm mới thật an khang thịnh vượng và một cái Tết sum vầy bên gia đình. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ MV Con Cũng Muốn Tết Mà. Xin chào và hẹn gặp lại. Trời, lòng con vẫn mong nhà mình phải.